Bù lại sự giảm sút của thị trường khách nội địa những tháng cuối năm, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng có xu hướng tăng mạnh do khai thác hiệu quả các đường bay. Mới đây, thành phố vừa có thêm đường bay Đà Nẵng Kuala Lumpur Malaysia. Đây được xem là đường bay kết nối tốt với khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, giúp khai thác những thị trường mới tiềm năng. Để đa dạng hóa cái thị trường khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá tại thị trường Đông Nam Á cũng như các thị trường Đông Bắc Á và thị trường Ấn Độ cũng như Úc để thu hút khách giữa các thị trường tiềm năng và trọng điểm này. Nếu như trước dịch COVID-19, thành phố phụ thuộc nhiều vào nguồn khách Trung Quốc, Hàn Quốc, thì nay Đà Nẵng đã chủ động hơn trong công tác khai thác, xúc tiến thị trường để tránh các cú sốc từ bên ngoài. Cùng với đó, thành phố cũng không ngừng làm mới các sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để hút khách. Chúng ta tiến sâu vào một số thị trường bền hơn và nó làm cái sự phát triển nguồn khách nó bền vững. Không chỉ phụ thuộc quá nhiều vào một vài nguồn lớn, thì khi mà có biến cố xảy ra chúng ta trở tay không kịp. Trong cái cơ cấu khách thời điểm hiện nay có cái sự dịch chuyển nguồn khách và chúng ta bắt đầu có cái cơ cấu nó tốt hơn so với các năm trước. Những tháng cuối năm là mùa cao điểm của khách quốc tế. Mặc dù mới 9 tháng, mục tiêu đón khách quốc tế năm 2024 của Đà Nẵng đã về đích. Tuy nhiên, ngành du lịch thành phố và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đa dạng hóa các chuỗi sự kiện, lễ hội để hút khách, nâng cao doanh thu du lịch, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.